chỉ có đi tàu này mới có cơ hội nhìn thấy thôi. Ô tô mình cũng không có cơ hội. Ô tô còn nên đi đường kia mà ô tô không đi qua đây. Quá cười. Hồng hắn vào là khoảng buổi sáng mà không có nắng lên hoặc là buổi chiều mà đi vào nắng mới đẹp. Quá đẹp, đẹp quá. Đất nước mình hôm nay đẹp quá. Thì bài đấy mà không biết khai thác nữa. Nghèo, tại sao nghèo? Bữa nay mà Nguyễn Xuân Phúc lên bắt đầu phát biểu mạnh lắm, không biết con lên toàn cỡ này là lên được có thay đổi được cái gì không đây? Ông này nói là mạnh hơn Nguyễn Bá Thanh đây, không biết là đường dây có mạnh hơn đây không? Đẹp quá. Mình không khai thác nổi vì mình không có, mình không có thực lực, nói chung dân Đà Nẵng là không có thực lực, không có tầm nhìn vậy, không có tầm nhìn. Tại vì thế này này, giỏi thì đi hết rồi, giỏi thì nó đi hết rồi, một là nước đi nước ngoài, hai là coi như đi Hà Nội, Sài Gòn đi làm ăn kiếm tiền về ăn chơi thôi. Cái khu này vừa làm du lịch thì tuyệt vời thôi. Cái khu này cho biết hồi xưa nó là cái làng nghề đó, làm cùi đó, mà chứng đưa mà cũng đưa đi hết rồi. Đẹp nữa chứ, khu này quá đẹp. Vì sao vì dân ở đây thì ngày nào nhìn thấy nó bình thường, nhưng dân nơi khác là vì có. Đúng rồi. Vì có. Mấy đứa cháu cô nó vào, nó bảo là cháu đi, tụi cháu tốn tiền triệu đi tắm biển mà cô ở đây không đi, rồi ra ra nước biển nhớt ra sao đi. Dân ở biển cái năm không tắm biển ấy lần. Quá trời. Đẹp quá anh Cường ơi, anh Cường. Ủi những cái này nó quá đẹp, nó xây resort nên nó xây khu du lịch lên rồi, trời ghé một cái bãi. Đây xong nó xây bên kia, xây bên Quảng Đà. Đây là vẫn thuộc bên Đà Nẵng hay là Huế chứ cô? Đây Đà Nẵng dốc qua cái đèo này bên này mới ở Huế này. Rồi bây giờ nó khai thác cái phía bên đất nước kia cũng chưa đủ thực lực mà bao nhiêu dự án treo đèo. Thì cái đa phần là cứ xí đất thôi. Em thấy như vừa rồi đó, đầu tư được mấy cái tàu du lịch thì làm cho một đoàn coi như chết, chìm. Liên nó bảo cho xem. Cái gì ông muốn gì? Muốn uống gì uống bia. Thiên nhiên như là anh nhìn này mà nghèo, cái cỏ bỏ không rồi không biết trồng cây gì con nhỉ? Đó là em chưa lên đấy hả? Em đi Bản Nà chưa? Con chưa đi Bản Nà. Thế thì có là dành tiền để dành tiền đấy, sang năm dẫn vợ con đi Bản Nà chưa? Không rồi, giờ con sẽ đi vì con sẽ làm những cái phim về ẩm thực thì sẽ phải đi. À đấy hả? Để... có những nơi được đi, có những nơi chưa được đi. Đi Đà Nẵng bây giờ nó thay đổi nhiều rồi. Nghe nói đẹp lắm, phải là tiên cảnh. Quá đẹp đó. Ở nước ngoài đầu tư vào Pháp với lại... cái từ đầu tư này thì qua nó kiếm lợi nhuận đây. Pháp là đầu tư đưa của người qua mà. Người nó mới quản lý được. Người quản lý chứ răng, thấy mình nói quá đây nên nó quản lý từ A tới Z. Thế mà mình cũng làm chân cò chứ. Nồi chụp ảnh với mấy cái con mà đóng thành đi. Người rừng rồi đó, đó. Mà coi như mấy ông tướng nhà mình cũng còn cò là biết đang rồi. Còn cò? Người Việt Nam là tệ, nó trình đồ biết nó thấp. Nhìn nó lẹ. Cái bôi bát quá đi. Tại vì sao những cái đứa mà đóng lạ là người rừng đấy là để cho mình kiểu như con nít nó thích và nó chụp ảnh chung á. Thế thì cũng để đó, bọn nó làm răng biết để cái tiền để ăn tiền bo. Còn con nhà nó làm gì có vụ đó, bởi vì đã bán vé rồi nè. Thế mà mấy ông Việt Nam mình cũng lại xử nó coi như để ngã cái túi ra để lấy tiền bo. Chắc bà này lúc đầu nó buồn cười nhưng sau nó bảo tội gì mà không lấy. Vì lấy là phải chia cho cái hội nó vậy chứ bộ.
đẹp quá, thiên nhiên quá trời ưu đãi. Đi mà em mà đi Bà Nà nữa thì ở thôi đó, nếu mà có điều kiện mà đi Bà Nà đem theo cái máy ảnh ngồi trên cái cáp treo quay đẹp lắm. Ô, và thiên nhiên ưu đãi chứ, vì làm sao mà con người có thể làm được những cái điều này? Bao nhiêu tiền để làm được cái điều này? Mình ở dân còn phá. Thế, cái cây to chặt hết rồi nhìn thấy. Đóng cái cây, cây không có giá trị, còn lại gỗ quý hết rồi. Đẹp quá. Con ươi này hóa cười hờ. Quá đẹp. Đẹp mà tại sao thằng Pháp nó lại còn muốn chiếm mình? Rõ ràng nó không muốn chiếm mình nữa, thì chiếm không nổi luôn. Không khác gì cô có một cái nhà thì cũng muốn hai cái thôi. Thì đấy là rõ ràng. Chiếm lấy tài nguyên, lấy con người, bây giờ cô bảo tư bản nó phải sở hữu lao động mà. Cô nói rằng các cái chương trình lớn của Đà Nẵng là toàn dân Sài Gòn đầu tư ra. Dạ. Đầu tư ra là hãng chung với mấy anh, mấy sếp. Đúng rồi. Là quan chức Đà Nẵng. Nó còn nổi có cái chùa, cái chùa Bà Đa là nó ở bên Tiên Sơn đó. Nó chỗ đầu cầu Tiên Sơn đó. Mà cũng phải có cả ông Nguyễn Minh Chiết đó. Ít xe em nó cũng vậy. Anh thấy hôm nay con mới coi cái chương trình nó nói về cái đường tàu ngầm của Triều Tiên đó. Nó làm đó cách đây bao nhiêu năm rồi mà hắn làm sâu dưới lòng đất tới 100 mét. Thật chứ thời đất nước mình không thay đổi. Thời Hồ Chủ tịch thì giải phóng dân tộc là đúng, sau đó phải làm kinh tế đọc là coi như thẻ phé trí thức rồi thì đẻ nói thôi chứ ông Linh không lên thì cũng còn bét nữa chứ ông Linh ông cũng lên được cởi ra được. Thế nên không biết ông có để ông bị người ta xít kỷ luật mấy lần thế đấy. Còn có nghe cái vụ mà ông cái ông mà khoán 10 ở Vĩnh Phúc ông nói chuyện tội không? Hôm nó phỏng vấn ông, ông phỏng vấn ông mà đúng là mình ngồi nghe ông mà nghe ông nói lại mà cũng rơi nước mắt. Đã khoán còn phải giấu. Mà dân nó cũng đồng lòng nên giấu. Cái Quỳnh quê Hưng Yên thì con cũng dậy đấy. À đấy hả? Làm giống như ông Kim Ngọc ấy làm trước mà bị nó kỷ luật lên kỷ luật xuống. Thậm chí nhãn ra đến biếu coi như là chỗ ông Vũ Đình Huỳnh mà nó có hỏi tại sao biếu mỗi nọ nhau tại băng đảng như nào. Nguy hiểm ghê sợ. Thật thì ông Lê Duẩn với ông coi như là Lê Hữu Thọ nó phá đất nước. Mấy ông có đầu óc thổ kỳ. Cái thời mấy ông là nhất khu nhì trụ tam tù mà tứ mới là tứ kết về đó. Mấy ông mà tập kết về là đứng ở đằng sau ông. Đây là đèn mà qua đèn mà bên sang đến Huế mà qua chỗ Lăng Cô cũng đẹp. Quá rồi cùng vĩ như cái mày kia quá hùng vĩ. Đúng ra là phía trên là lắm đẹp hơn bên
lúc nhiều. Nhưng mà vì bên năm nước là nó sát với thành phố nên là tập trung nghề nhiều. Nhưng mà làm nghề nhiều nó cũng phá rồi đấy. Không môi trường. Không phần có môi trường học trên này. Làm nghề nói đúng ra là cũng không phá hủy nhưng do mình có nghĩa là nhiều cái để ăn bớt cái lợi nhuận ấy, làm không tử tế đàng hoàng thì phá hủy thôi. Bây giờ không phải đóng nộp cái thứ thì phải tính chuyện khác không nhờ nữa. Ví dụ như cái nghề gỗ bây giờ đường đình chính chính vẫn không lời, đương nhiên phải đi gỗ lậu, gỗ lậu phải có người chặt rừng, cái chuyện đó rồi. Nhân nhìn quá đẹp, nghèo. Một khúc đường hồ hào chính phủ kiến tạo đây, liêm chính rồi như phục rộng dân nhưng mà. Cả cơ chế để cho con khó lắm, ngành nghề con nhìn chỗ nào thấy này. Thì đúng rồi. Thì từ nhân viên mới nên được lãnh đạo một câu. Trong bữa nay các ông hô cho Hùng nhưng mà không biết có làm được không? Coi không bằng không cấp mà lên đến chức viện phòng viện khó không? À, nhiều lắm. Cái gì vậy? Thằng ngu chỉ đạo thằng khôn thì nó sao mà nó nghe? Tôi thật là ngay như mình bắt mình gần mặt trời nhưng mà cô thấy nhiều cái bất hợp lý, nhất là về quê, về làng, về xã cũng bè phái, cũng đồng họ. Cái tư tưởng nó nhỏ nó cục bộ vậy. Còn mình không chứng kiến, nói chung là mình không tiếp xúc, mình không chứng kiến, mình thấy chứng kiến thì các ông còn chỉ có nói mồm thôi. Chỉ có cái ngoài Bắc mình đó, là cái loa bài. Bên lãnh đạo là cũng bịt được. Bây giờ nó nhờ có internet rồi, không giấu được dân cái gì được hết. Những cái gì sai, những cái làm bậy này có hết rồi. Bây giờ vẫn không nói này kia, nhưng tài sản nó biết bao nhiêu, bao nhiêu căn nhà bên Mỹ có hết. Giấu được. Bên Ba Thành đấy. Con nghe họ nói chưa? Mà nhà ông như còn như nhà như phủ thủ tịch. Ông lấy được ra. Thế là đến năm năm 80 ông còn làm trưởng phòng kế hoạch của phòng nông nghiệp. Không, không phải phòng nông nghiệp, mình nông trường 29/3. Có một cái ông dân tộc cũng đó, ông 80 hơn gần 90 tuổi, ông chỉ mặt với Ma Thanh, ông thằng này Mai Kiến đứng đầu tỉnh này. Thế rồi. Mà ông dân tộc. Vậy là ông ấy là cũng có tướng nhìn người. Nhưng mà có điều là ông này là ông còn học có bài bản, ông học đại học nông nghiệp đó. Ông Thanh có học. Ông học đại học nông nghiệp mà ông học ở quê nhà chị bên, đó. Châu Quỳ đó. Cho nên vừa rồi ông về, trước khi ông đi chữa bệnh ông về, ông đi Châu Quỳ là ông đi, ông về cái thôn Phú Thủy á, về xã cô, ông cúng vào cái, ông cúng vô cái đền Cao Bá Quát 50 triệu. Lúc đó đang xây dựng cái đền Cao Bá Quát, xây cái tháp thờ Cao Bá Quát. Tại vì sao phó chủ tịch huyện là người làm đấy mà. Ông ấy cùng xã với cô đó. Cô ở xã Phú Thủy. Cô xã Phú Thị, xã cô về hết đất thì đất mắc lắm. Đất cho cô làm gì còn nữa. Nhà cô ngoài đó thì nhà cô thì nói chung là đất còn được, là có hai miếng đất là một ông anh 360 mét, ông em 380 mét, là còn để nguyên thổ, không cho, nói chung là không cho bán, cũng không được bán. Không được bán. Thì nhà cô là còn bộ đội với công an nữa. Ông anh này chúng ta về hưu. Đội của thằng em thì thượng tá về hưu, còn ông đại tá mới về được mấy tháng. Thằng đại tá thì phó phường công an mới tới. Mới về hưu. Tức là như mấy anh đó thì cũng đâu có thiếu tiền đâu phải bán. Thì đúng rồi. Có ông anh đầu thì hơi vất vả, người hồi xưa ở bên quân đội thì thời bao cấp. Quân đội thì ông là trưởng phòng ngoại vụ của quân khu 1.
nhưng mà ông lại học ở Nga về, ông làm việc với thằng Nga. Tới khi thằng Nga mà bé cái là coi thất thế là ông thất thế. Với lại ông này, nhà cô ông anh cũng thư dịch lắm. Ông nói chung nhà cô là mấy người làm chính trị thôi chứ không biết làm kinh tế. Khi ra là hồi nữa là nếu mà chạy trọt á thì ông toàn ra ông dạy ở trường học viện hậu cần. Thì ông còn trụ tới lúc mà ông 60 tuổi ông về trước. Nhưng mà đầy khai lương cũng cao. Ông đi Nam xong về đi Nga mấy năm. Đi Nga 5 năm về ông mới về làm ở quân khu 1 á. Nhà cô được mấy người anh, mấy anh em thôi kìa? Có một anh, hai anh em. Năm người? Bốn người, chết mất một ông, còn có bốn cô là coi như là một mình con gái. Mà lúc mà những người nghèo nhất là cô lại coi như khá giả nhất là hỗ trợ bà ngoại đó. Nhưng mà tới lúc đó là bây giờ thì rồi mấy người lại lương cao gấp đôi mình. Mấy người về hưu lương 8 này 8 triệu rồi. Đúng rồi. Ông anh thì 7 triệu mấy đó, còn là một ông em thì gần 9 triệu. Còn thằng Út này bữa nay đại tá về hưu không biết bao nhiêu. Mười mấy triệu thôi cô ạ. Thì mới treo mỗi lần gọi điện bác không ra, không có tiền, bác ra tài trợ. Tự nhiên có người xây nhà trên kia cô? Chết. Trên đó. Cái xanh trắng đấy. Xanh trắng đó là cái trạm của đó. Cái trạm mà có bữa trước có cái biệt phủ cho nên này cái biệt phủ đẹp đó, biệt phủ của ông đại tá đó, nó đẹp rồi. Mãi mới đẹp được cái gì đấy. Thì nói chung là cũng quan đây rồi. Ví dụ như ông đại tá đó, ông xây rồi mà còn một ông coi như là công ông đấy đại tá bên công an, còn một ông thì nghe nói cũng không to chức lắm mà cũng xây được ở trên đó. Nói chung là có đường dây, thì những đường dây của Nguyễn Bá Thanh đó. Bên Bá Thanh đổ cái lần, bên Bá Thanh sẹp cái lần. Ông Bá Thanh vẫn để cái tiếng người dân nó thương. Cô đừng có biết lấy tiền của bé Tánh trẻ, bé Tánh được. Thì con biết hồi mà xây xong cái cầu quay đó, nhé. Ông cứ 10% được bao nhiêu tiền đó. Ông cũng có được cục tiền vào đấy. Vậy là ông mấy đứa nó tổng bến không, đó là đất trời. Thì tiền ra tiền vào gì đó, ý là coi như là... Tiền có re phải có ru, có ru phải có re. Đương nhiên rồi, nói chung là nó lúc đó ổng là người. Nếu mà công của ổng thì đứng tự được, mà tội của ổng thì chẳng đã hụt được. Mà biết ổng hai cái ngăn không được, thì ổng đi lên đường đó, cái lâu lao của ổng nó để mà sẵn. Không xua có đồng cái Bá Thanh cũng đứng nào một chức gì cơ mà chung thì đương nhiên là con đệ tử của ông xây dựng biết bao nhiêu mà dân nghèo thì chúng tôi nói còn dân đóng cái đét đâu một chàng cứ nợ cho nó biết cái mặt tiền giải tỏa mặt tiền mặt hàng là anh giải tỏa cái mặt trước đi nhá thì làm sao mà nó chưa đi trước như đấy thì ra mặt tiền mà được lên ở đâu phải mua theo cái giá rất cao đây bóc cho nó là đây là giáo đồ của nó là đằng sau thì quy hoạch giá rẻ gì nữa. Đi anh muốn mua mặt tiền thì anh phải giá đó. Giá cao. Giá cao thì bây giờ họ mua giá rẻ làm sao mua được mặt tiền. Đúng rồi. Thế còn cái thằng ở mặt tiền thì ông đã đền bù giá cao thì làm gì nó chẳng mua được mặt tiền. Thì hắn là đời làm vua thì vẫn làm vua rồi đó. Đúng rồi.
nói chung nó có nhiều vấn đề lắm. Thời mà cô còn đang làm công tác là cô đi đi làm việc với ủy ban là Nguyễn Xuân Phúc luôn, mới làm thư ký đăng tao luôn rồi. Không ai ngờ là Phúc người ta gọi Phúc nghèo mà lên được thủ tướng này. Không, mặt đường dây của ông mặt lắm. Vì hắn là đường dây của mình cũng võ trí công. Võ trí công. Chủ tịch nước nữa nè, đây đâu. Ông Nguyễn Thiện Nhân tính ông lên mà không lên được. Phúc cũng lấy vợ người Huế. Nguyễn Xuân Phúc là người Huế. Không, đường dây là nặng còn mạnh lắm. Đường dây là nặng ra còn mạnh. Đây là Huế tôi chưa có nhà Huế rồi đúng không? Chưa. Chưa. Chưa qua đèo mà người có gà ở đèo rồi. Đẩy cái hầm này. Ông đồ này ông lên chức đi sửa rồi là đi phẫu thuật ra năm bữa nay ông đỡ mẹ như cái hồi mới lên á. Cái hôm mà mới lên để nhận chức mà thề là cái thằng con rể của ông ấy này là nó giàu lắm, cũng chi khủng. Rể ông ấy bây giờ có hàng nghìn tỷ đấy. Dạ, có ông này lấy cái bà này nghỉ Huế là cái dòng này ở Huế cũng mạnh lắm đó. Có một ông không biết là họ bà con đang gần lắm ở Hà Nội đó, họ cũng làm bên thành ủy. Tại vì ông là lấy cái bà này là bà con với ông Dượng của cô. Giỏi thì ông Vũ Đức Nam mới là giỏi, trẻ mới giỏi. Nó học thật. Tài học không? Ông Thành chết không tiếc. Gần tiếc ông Thành, ông Thành nèm được. Chung là hắn mặn. Mà thấy ông sâu sát mới coi như là người dân lắm. Thì cô là nói dân là nắng nó phát biểu như thế là không biết năng đầu. Theo công thì lúc tưởng mà tội thì chặt đầu rồi coi như hai cái ngang nhau. Nhưng được cái là dân nghèo là họ đúng đầu. Ông nào mà lo cho dân nghèo thì được lòng dân. Được lòng dân. Nhưng mà khi ông những phát ngôn của ông ra thì thấy là ông cũng là người có trí tuệ. Ông rất sâu sát với việc. Ông học và đi cũng học mà học nông nghiệp ra. Học nông nghiệp ra. Ông cũng chịu rèn rũa. Ông học cùng với lại cái khóa của bạn cô. Bạn cô người Nam Định này. Thế nên cái hồi mà làm nhà mà hắn không có chồng. Đại học nông nghiệp ra, đại học 2 bằng ạ. Bằng thu y, bằng đi này đây. Mà cuối cùng là không có chồng. Trên năm 60 học khóa nhỏ, khóa cùng với Nguyễn Bá Thanh ở ngoài Hà Nội. Đây là chung quanh ép bà, đang xây nhà, ông ngoại bà kia xây. Điện lên, Nguyễn Bá Thanh đã thành cho lính xuống một phát là coi như rầm rầm. Nếu bạn nhất thân như quen, không có nhà đồng đời, nó cứ đau vậy thôi. Nhất thân như quen mà. Thì con ở trong Sài Gòn, thì giám đốc bệnh viện thân quen hết nhà mà có người bệnh sướng lắm. Sống mà bao giờ nữa. Nhưng mà cũng cẩn thận đấy không? Cô thấy có một cái bài học mà cô nói biết mấy cái nhỏ nhà cô đó. Đây cũng không giống bố. Ông là chồng cô là ông đại tá mà anh. Ông là không có bằng cấp. Cho nên ông là đại tá nhưng mà ông ăn lương với học thiếu tướng. Hồi xưa ông chính ủy khu quân khu 4 này nè. Mà ông lại hoạt động trước năm 45 một người chết. Anh bị ngã mới vỡ cái xương chủ. Nên viện để cho ông.